Trung Nguyên kính chào lại tất cả cô chú anh chị em các bạn mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Và chương trình và chủ đề của ngày hôm nay thì chúng ta cũng giống như là thường lệ các vị sư cùng Nguyên đi theo dõi những bản tin liên quan đến chiến sự Yêu Khanh. Các cô chú anh chị em cũng biết còn dài ngày nữa sẽ là đến là cái ngày lễ quan trọng đó là ngày lễ quốc khánh của đất nước Yêu Khanh ngày 24 tây tháng 8 là ngày lễ quốc khánh, là ngày lễ độc tập. Cũng là ngày 24 Tây, nó sẽ trọn vẹn 6 tháng đất nước Nga đã xâm lược Ủy Khanh. Vì đất nước Nga xâm lược là ngày 24 Tây tháng 2. Và sẽ dài ngày nữa, sẽ đến ngày 24 Tây tháng 8. Là một cái ngày cực kỳ là quan trọng. Hiện bây giờ cái tình hình mà hiện bây giờ cho biết là trong những ngày kế tiếp, đặc biệt là cái ngày lễ đó, sẽ có xảy ra những biến cố cực kỳ là lớn. Theo những quân đội chuẩn bị do cả hai bên, ukraine cũng muốn đạt một cái thành quả nào đó ngay trong cái ngày này để muốn nói cho người dân biết là họ có thể thắng cuộc chiến tranh này nga thì muốn lợi dụng cái ngày này để dằn mặt ukraine và để cho sĩ khí ukraine thất bại và cuộc chiến sẽ bùng nổ dữ dội ngay trong cái ngày lễ quốc khánh của họ độc lập của họ có nghĩa là chúng ta còn mấy ngày nữa thôi mấy ngày nữa các quý vị trở thành là một cái sự việc đang chuẩn bị hai bên đều đang chuẩn bị một cách dữ dội và quý vị sẽ cập nhận những chi tiết và những bản tin sôi động của ngày hôm nay tất nhiên thì các quý vị đã thấy cái tựa rồi đó thì cái cầu mà cái đảo Crimea đó là có cái cầu nó bắt từ đảo Crimea đến Ukraine là cái cầu lớn nhất tại châu Âu chiều dài là 19 cây số và hiện bây giờ thì nga tuyệt đối cấm bất cứ ai tiêu hủy cái cầu này vì cái giá trị cái cầu này tốn bạc tỷ bạc tỷ mỹ kim mà Nga đã mất rất là nhiều thời gian để xây dựng. Và đây là cái con đường cung cấp lương thực vũ khí từ đảo Crimea để diện trợ cho quân đội Ukraine. Và nếu cái cầu này bị tiêu hủy thì thực tế đây là một sự tổn thất nặng nề với Nga. Trong thời gian vừa qua thì Ukraine vẫn còn do dự. Nhưng tới cái giai đoạn này thì tình hình cực kỳ là căng thẳng. Ukraine muốn lấy lại miền Nam thì không còn đường nào khác phải tiêu hủy cái cầu này. Và cái cầu này vô cùng quan trọng trong cuộc chiến tranh này dù không có thể lấy được hoàn toàn được lãnh thổ nhưng chỉ cái cầu này bị tổn thất nền kinh tế của Nga cũng thiệt hại vô cùng đặc biệt là đảo Crimea nên tình hình cực kỳ là căng thẳng không biết chuyển biến cuộc chiến tranh này nó sẽ dẫn đến đâu và bây giờ trước khi vào những bản tin sôi động mà chúng ta đang chú tâm thì cho nguyên cập nhật những bản tin lặt vặt đó đây à, nó không thua kém gì đầu tiên là cho nguyên cập nhật cái bản tin mà cho các quý vị thấy rõ được là cái sự gian hiểm của Nga như thế nào. Thực tế là chúng ta nói là đừng bao giờ nghe những gì ông Putin nói. Tuy rằng các cô chú anh chị em cũng biết là cái cam kết nỗ lực giữa Putin, Ukraine à phía bên um, Liên hiệp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết cho rằng là tất cả tàu bè xuất khẩu từ Ukraine có thể đi một cách tự do mà không bị gào cản cũng không bị đe dọa. Thì mấy ngày gần đây thì những tàu nào đi cũng khá là suôn sẻ nên là gần đây nhất là có rất là nhiều quốc gia trên thế giới đã mua hàng hóa của Ukraine. cả luôn ngày hôm qua các quý vị đã cập nhật qua bản tin của nguyên là chiếc tàu nhân đạo đã chứa một số lượng 230 000 tấn lương thực cho đến quốc gia châu Phi. Putin thì đã giữ đúng lời cam kết là không tấn công vào cái tàu, những cái con tàu thuyền vận chuyển cũng không phiền phức. nhưng ngược lại ông ta đã dùng quả tiễn hành trình của mình nhắm vào những kho chứa lương thực. Ông ta đã nhắm vào những kho chứa lương thực của ngày hôm nay. Hàng loạt những kho chứa lương thực của Ukraine đã bị tiêu hủy với bơm đạn. Nhắm vào kho chứa lương thực, nhắm vào công ty tập đoàn máy cài. Nhắm thẳng vào nông nghiệp đang sắp sửa thu hoạch. Và ông ta ngày hôm nay bắn rất là nhiều quả tiễn nhắm vào những tập đoàn sản xuất lương thực hay ngay chăng cái bồn chứa lương thực. Cái hành động này để làm gì? hành động này để cho Ukraine không có thể trồng trọt trong những thời gian sắp tới. Thứ nhất, nếu máy cài không có, thì hoàn toàn không làm gì cả. Không có đồ chứa lương thực, thì dù có thu hoạch đi nữa cũng không biết bỏ đâu. Hiện nay là các hành động mà Nguyên cho là một cái sự việc mình không thể chấp nhận được khi cả thế giới đang thiếu lương thực trầm trọng. Các quý vị cũng biết à, cả thế giới đang thiếu lương thực trầm trọng. Mà cái điều này thì chúng ta mới nhìn thấy rõ được là cái chiêu trò tàn ác của Putin nó như thế nào. Chúng ta có nhiều chỗ bắn mà. Nói ha, bắn vào căn cứ quân sự, bắn vào những nơi của chính phủ, nhưng không bắn. Nhắm vào những cái nơi nông nghiệp ở dưới làng quê, hóc bà tó ở tất cả tỉnh thành của Ukraine và nhắm vào đó để bắn. Đó là bản tin đầu tiên. Và một bản tin khác cũng liên quan cùng liên thực, đó là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã tạm thời ứng mượn 68 triệu đô la trong cái quỹ lương thực toàn cầu của thế giới. 68 triệu đô la để mua lương thực của Ukraine. Khanh. Cô chú anh chị em, hiện bây giờ Hoa Kỳ lấy cái trong cái tiền quỹ của mà lương thực của thế giới đó, mượn trước, mượn trước, cho tôi mượn 68 triệu, tôi mua mua lương thực của Uy Khanh. Vì hiện bây giờ tới mùa thu hoạch rồi. Các vị nào ở châu Âu thì biết là cái mùa này là mùa thu hoạch lúa mì. Hiện bây giờ không có chỗ chứa, không có chỗ chứa. Nên là bây giờ phải làm sao mua cái kho lương thực của Ukraine trước Thì Ukraine mới còn có chỗ trống để lắp vào Nên hiện bây giờ Hoa Kỳ đã bỏ ra một số tiền 68 triệu để mua lương thực Đó là một cái vấn đề liên quan đến Hoa Kỳ Bây giờ Nguyên cập nhật một bản tin nhỏ nữa cũng liên quan đến lương thực Đó là ông Anthony Guedes Tổng thư ký của Liên Hiệp Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc Ngày mai ông sẽ đến Ukraine ông ta sẽ đi cùng với ông Erdogan là tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ. Họ sẽ gặp trực tiếp tổng thống Zelensky để vì nói vấn đề vận chuyển lương thực. Sau cái nỗ cái nỗ lực vừa qua thì cái sự vận chuyển khá là suôn sẻ và bây giờ họ muốn đưa lên cái kế hoạch lớn hơn để vận chuyển cái số lượng nhiều hơn, mong rằng Ukraine có thể đáp ứng được họ. Mong rằng Ukraine có thể làm được sự việc này. Thì ngày mai ông Otis Guedes, ông sẽ đến dưới ông tổng thống thổ nhĩ kỳ để giải quyết cái vấn đề vận chuyển lương thực một cách suôn sẻ càng sớm càng tốt đó là bản tin liên quan đến vì lương thực nguyên đưa nó lẹ tại vì uh, nguyên biết các thứ vị sẽ bận tâm những bản tin chiến sự nhiều hơn là kiểu bản tin về lương thực nhưng cái vấn đề lương thực nó cực kỳ là quan trọng nếu không giải quyết được cái khủng hoảng lương thực thì đặc biệt là châu phi và nam mỹ sẽ nổi loạn mà khi họ nói loạn thì họ sẽ đi tị nạn các quý vị ạ. À? Họ sẽ đi tị nạn giống như người Việt Nam chúng ta vậy đó. Đất nước chiến tranh, kinh tế khó khăn thì người ta sẽ đi tìm mọi cách để tìm mưu sinh. Người ta sẽ đi khỏi nước. Và bây giờ, cho Nguyên bước qua một cái bản tin khác. Đó là cái bản tin đe dọa trên cả toàn cầu. Liên quan đến nhà máy hạt nhân ở tại Sapakisa do Nga đang chiếm đóng cái điều là cứ mỗi ngày trôi qua như thế thì cái nhà máy hạt nhân trở thành một cái bơm nổ chậm. Càng ngày bây giờ cả thế giới đang sợ hãi. Tới mức độ mà các quý vị có biết là những người làm trong nhà máy hạt nhân đó, họ kêu gia đình của họ phải rời khỏi khu vực này, rời khỏi nơi tỉnh thành này hay rời nơi khác. Vì tình hình cực kỳ là căng thẳng. Họ nói rằng là tôi thì có trách nhiệm, tôi không thể rời khỏi được. Tôi phải bảo trì cái nhà máy này tôi phải hoạt động cái nhà máy này. Nếu tôi đi, sẽ có hướng về rất là trục trặc. Nhưng tôi sợ cho gia đình của chúng tôi. Và tôi kêu gọi gia đình chúng tôi hãy rời khỏi khu vực thành phố này. Đi càng xa càng tốt. Có nghĩa là trong mấy ngày gần đây, thì cuộc giao tranh giữa Ukraine và Nga vẫn tiếp tục diễn ra ở tại gần ngay chăn nhà máy. Vì Nga lợi dụng cái nơi này trở thành một căn cứ quân sự. Nga dùng cái nơi nhà máy này trở thành một căn cứ quân sự để tấn công vào Ukraine. Hiện bây giờ những sự giao tranh bơm đạn nó gớt không kế bên nhà máy này. Đây một là một cái hành động cực kỳ là nguy hiểm. Nó đang dẫn đến một cái giai đoạn cực kỳ là khó khăn. Hiện bây giờ có rất là nhiều quốc gia trên thế giới họ đã lên án nghe là cái hành động tự sát sẽ tạo ra một cái thảm họa giống như là Chernobyl. Và cái nhà máy này nó lớn hơn Chernobyl nữa nó còn lớn hơn Chernobyl nữa và cái khủng hoảng của nó sẽ tác hại rất là lớn nhìn khi nhiều khi cả hai năm hai ba chục năm sau vẫn còn bị tác hại với phóng xạ hạt nhân cái điều này thì ông Putin ông nhất quyết không ngút binh ở tại nhà máy và ông ta cũng không cho bất cứ một tổ chức nhân quyền tổ chức an ninh nhà máy hạt nhân trên toàn cầu cũng không đến được hay bất cứ một tổ chức nào hiện bây giờ cái nơi đó ông ta biến thành một cái nơi căn cứ quân sự theo một nguồn tin người làm việc ở trong công bố hiện bây giờ họ bị sự đe dọa của binh sĩ tất cả ở trong nhà máy đều bị quản lý hoàn toàn với quân đội của nga họ bị chỉ súng vào trong đầu để làm việc những gì mà họ người ta cam bảo và tình hình nhà máy hạt nhân không tốt cho lắm với cái sự hoạt động và lãnh đạo của nga với cái sự thiếu kinh nghiệm của họ và hiện bây giờ quân đội của họ đã vào cuộc nên là cái nhà máy hạt nhân đã có nhiều bộ phận đã không hoạt động được bình thường tình hình nhà máy hạt nhân rất là căng nguyên thấy ai cũng lên tiếng rồi nhưng putin phất lợi putin hoàn toàn phất lợi cái vấn đề này thực tế là đây là một cái cực kỳ là nguy hiểm nếu mà nhà máy hạt nhân nổ nguyên không biết cái khủng hoảng nó sẽ lớn như thế nào và cái sự tai hại nó lớn cái bao nhiêu thì hiện bây giờ thực tế với các quý vị là đặc biệt nữa là cái lúc mà nó bốc lên trên khói trên mây đó rồi do con gió đó nó bay đó à mình không biết sẽ bay được bao nhiêu xa và cái phóng xạ nó sẽ ảnh hưởng lớn cỡ nào. Đó là liên quan đến nhà máy hạt nhân. Đó là một cái sự việc mà đang rất là nhiều người bận tâm trên thế giới. Rất là nhiều người lo lắng, không biết cái tương lai sự việc này như thế nào. Đó là hai bản tin nhỏ về vấn đề ngoại cuộc chiến. Và bây giờ cho Nguyên bước vào bản tin soi động về trong cuộc chiến mà Nguyên nghĩ là các quý vị đang rất là bận tâm. Cái bản tin đầu tiên trong cuộc chiến, để cho Nguyên lấy cái tựa đề cái bản tin dưới cây cầu ngày hôm nay của chú anh chị em cũng biết ông mikolo polislov là cố vấn của tổng thống zelensky ông ta vừa công bố chúng ta biết là chúng tôi đang lên kế hoạch tiêu hủy cây cầu crimea chính thức ông ta công bố chúng tôi sẽ lên kế hoạch vì chúng tôi không còn lựa chọn nếu chúng tôi muốn lấy lại những tỉnh thành miền nam chúng tôi bắt buộc phải tiêu hủy cây cầu này. Vì cái cầu này là cái đường tiếp tế duy nhất từ đảo Crimea đến Ukraine. Và nếu chúng tôi để tiếp tục nó tồn tại, thì sự thiệt hại sinh mạng và quân binh sĩ của chúng tôi không điếm xuể. Chúng tôi không còn đường lựa chọn và chúng tôi chuẩn bị ra một cái kế hoạch. Và tôi kêu gọi tất cả người dân Nga hãy rời khỏi đảo Crimea. Cho tôi nhấn mạnh thêm một lần nữa, các cư vị đang sống bất hợp pháp trên lãnh thổ của chúng tôi. Nếu các quý vị ở nơi đó, chúng tôi không bảo đảm được an ninh và sinh mạng của các quý vị. Vậy. Chúng tôi không muốn tổn hại người dân thường. Cho tôi kêu gọi tất cả người dân thường, đặc biệt là người Nga, hãy rời khỏi ngay lập tức cái đảo Crimea này. Hiện bây giờ của chú anh chị em cũng biết là đảo Crimea hàng loạt người ta đang rời khỏi xe vẫn kẹt. Xe vẫn kẹt vì dân số Nga đang ồ ạt rời khỏi nhưng cái ngày hôm qua thì ông Putin đã nhấn mạnh nếu Ukraine mà tấn công cái cầu này dù bất cứ là ai không riêng biệt bị Ukraine tấn công cái cầu này thì cái giá phải trả cực kỳ là đắt Nga sẽ không ngừng đáp trả ngay lập tức nếu cái cầu này bị tổn thương nhưng mà nguyên của chú anh chị em tới cái giai đoạn này rồi thì không có cái gì để mà sợ không còn có cái gì để mà sợ tới cái giai đoạn này rồi bây giờ mà sợ những lời đe dọa của Nga thì trước sau gì cũng sẽ gớt vào trong tay của Nga thôi. Và bây giờ Ukraine muốn phản công cái vùng miền Nam khủ, hiệu quả và chấm dứt cuộc chiến tranh trước mùa đông thì không còn đường lựa chọn. Vì mùa đông năm nay rất là khó khăn. Chính phủ Ukraine công bố cho người dân biết mùa đông năm nay cực kỳ là khó khăn cho các quý vị. Thứ nhất, chúng ta thiếu năng lượng. Chúng ta không, chúng ta đứt nước đang chiến tranh, đặc biệt là những nơi chiến địa. Tôi kêu gọi tất cả người dân ở nơi chiến địa, đặc biệt là dùng Donetsk, hãy giúp đỡ chúng tôi rời khỏi nơi này. Vì tới mùa đông các quý vị sẽ không còn lừa sưởi, các quý vị sẽ không có thể không còn điện, các quý vị sẽ không còn nước, mà chúng tôi sẽ không bao giờ cung cấp cho các quý vị được. Khi cuộc chiến tranh đang giao tranh khốc liệt, hãy giúp đỡ chúng tôi rời khỏi những nơi này. Hãy giúp đỡ chúng tôi, vì mùa đông năm nay cực kỳ là khó. Hiện bây giờ là chính phủ Ukraine đã công bố hết cho người dân nên là cái mục tiêu của Ukraine là phải làm sao kết thúc cuộc chiến tranh, đặc biệt là dùng miền Nam trước mùa đông và ngày hôm qua các vị cập nhật qua bản tin của nguyên là quốc hội Ukraine họ ban cái lực là thiết quân lực cuối tháng 11 là chấm dứt, có nghĩa là đối với họ bây giờ cuộc chiến tranh phải kết thúc vào cuối tháng 11. Nguyên không biết là cái bối cảnh nó sẽ diễn biến như thế nào nếu cây cầu đảo Crimea nó sẽ bị tiêu hủy để cho nguyên lấy cái cái lời phát biểu của tổng thống Zelensky và nguyên dịch lại cho các quý vị. À, nguyên dịch lại cho các quý vị. Cho nguyên 3 giây ha. Tại vì ổng phát biểu và nguyên không có nhớ hết nguyên văn á. À, phát biểu nguyên văn của người ta mà mình dịch mình thiếu đó, thì nó kỳ lắm. Đây. Đây là lời phát biểu của tổng thống Zelensky cho nguyên mạng phép nguyên đọc của nguyên dịch cho các quý vị ha. Tôi kêu gọi tất cả người dân ở khu vực Crimea và những khu vực miền Nam do Nga chiếm đóng hay là cả luôn khu vực kakif do nha chiếm đóng các quý vị hãy thận trọng không nên lại gần những căn cứ quân sự của nga hay là những nơi chứa vũ khí hay là thiết bị của nga và hay là các quý vị cũng nên tránh xa những nơi căn cứ chỉ huy của nga hay là những kẻ bán nước bởi vì những nơi này là trong những nơi mục tiêu mà chúng tôi sẽ tấn công trong những ngày kế tiếp để chúng ta giải phóng đất nước chúng ta đây là lời phát biểu của tổng thống zelensky của ngày hôm nay trong cái lời phát biểu này nó nói chúng ta biết nhiều tin tức các cô chú và anh chị em tin tức thứ nhất là ukraine sẽ tấn công crimea tấn công bằng đường gì tấn công ở đâu thì hiện bây giờ chúng ta không biết nhưng ngày hôm qua đã có hai kho đạn nổ rồi hai kho đạn nổ và trong những ngày kế tiếp ukraine sẽ tấn công một cách mạnh mẽ cũng giống như nguyên nói á là vào ngay bắt đầu bây giờ nè tới cuối tháng là có sẽ có một sự tấn công mạnh mẽ và hiện bây giờ đó muốn tấn công mạnh mẽ ưu khanh phải công bố cho người dân biết tất cả ai ở gần căn cứ quân sự ai ở gần kho đạn ai ở gần những nhà chỉ huy của nga phải rời khỏi không ở khu vực đó vì bơm đạn nó nổ rất là lớn để không tổn hại người dân thường và họ kêu gọi người dân còn nữa là kêu gọi người dân hãy nhớ giữ trữ lương thực nước uống lương thực thuốc men để khi yêu phản công có thể các quý vị phải nhốt ở trong nhà một thời gian hai tuần ba tuần hay cả tháng chúng tôi cần sự đóng góp của các quý vị bằng những hành động cụ thể là không rời khỏi nhà để chúng tôi biết kẻ địch ở đâu và cái điều này thì nó nói chúng ta biết là phía bên Ukraine họ đang chuẩn bị một sự phản công lớn trong những ngày kế tiếp. Thì cái này nó không có cái gì bất ngờ cả. Nếu các quý vị theo dõi những bản tin của Nguyên, Nguyên đã đưa cho các quý vị những bản tin trước đó để nói chúng ta biết là cái tình hình chắc chắn là sẽ như vậy. Và đặc biệt hơn nữa thì những cái vũ khí mà cần thiết, đặc biệt là những xe bọc thép uh, dựng chuyển binh sĩ đã được dựng chuyển đến. Các quý vị cũng biết là được trước Nguyên chia sẻ các quý vị xe từ Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ chúng ta đã thấy xe của Hoa Kỳ đã đến. Hàng loạt xe bọc thép của Hoa Kỳ viện trợ đã đến. Những loại xe bọc thép này Hoa Kỳ mới vừa viện trợ là 50 chiếc. 50 chiếc các cô chú và anh chị em. 50 chiếc xe bọc thép nó đã đến những loại xe bọc thép này nó sẽ dựng chuyển binh sĩ tác chiến để lấy lại đặc biệt là thành phố miền Nam kẹt sơn trước kẹt sơn trước thì bây giờ tình hình nó cực kỳ là căng có nghĩa là chuẩn bị cho cuộc chiến đặc biệt là ngày 24 tây tháng 8 trong nguyên nhắc lại ngày 24 tây tháng 8 là ngày lễ quốc khánh độc lập của Ukraine là cái ngày lễ vô cùng quan trọng Ukraine phải đạt được thành quả đối với nguyên là Ukraine phải lấy kẹt sơn ngay trăng ngày 24 tây tháng 8 vì tại sao vậy nó làm cho sĩ khí tăng cao hiện bây giờ sĩ khí của ukraine cực kỳ là tăng cao cô chú anh chị em ngay chăng đảo kim hòa cái quán cao kê người ta còn mở cái bài quốc ca của ukraine để người ta ca sau khi bơm đạn ở tại Ma bùng phát thì lòng dân ở đảo Ma. người ta sôi sụp và người ta chờ đợi cái ngày giải phóng quân đội ukraine lợi lấy lại lãnh thổ này người ta mừng vì đối với người ta mất năm 2014 Người ta tuyệt vọng rồi Người ta tuyệt vọng rồi Người ta nghĩ là không có ngày nào Ukraine lấy lại Nhưng bây giờ Sau khi những tiếng nổ vừa qua Những sự Căn cứ quân sự của Nga đã bị tổn thương Thì cái lòng dân Ở tại đảo Crimea bắt đầu sôi sụp Những đứa trẻ Và những cái bản hình như vậy Đó, Dán khắp nơi hết cái phong trào ở tại đảo Kima phong trào mà kêu gọi người dân đứng lên ở tại đảo Kima bây giờ dán khắp nơi trên tất cả tỉnh thành hết tất cả những nơi làng phố hết và hiện bây giờ thì cái phong trào chuẩn bị phản công có nghĩa là sao quân đội Ukraine sẽ tấn công từ ngoài vào trong lực lượng lực lượng phản công lực lượng trong bóng tối sẽ trợ giúp từ trong ra ngoài có nghĩa là nga phải đối phó với hai mặt trận một mặt trận là quân đội trực tiếp của Ukraine, còn một trận là quân đội trong bóng tối âm thầm ở sát kế bên Nga mỗi ngày. Và cái điều này thì cô chú anh chị em thấy rõ. Bây giờ người dân Ukraine người ta đang sôi sụt máu lên và người ta muốn lấy lại lãnh thổ của mình. Người ta muốn lấy lại lãnh thổ của mình. Và bây giờ cái phong trào yêu nước, cái phong trào cách mạng nó bắt đầu nó sôi sụp lên khi lúc đó họ thấy rằng cơ hội thành công của họ có. Châu Nguyên nhắc lại cái khảo sát 91-92% người dân Ukraine tin rằng cuộc chiến tranh này họ chiến thắng. Họ tin rằng điều đó. Họ tin rằng cuộc chiến tranh này sẽ đạt được thành quả. Và chắc chắn là ngày 24 tây tháng 8 nó sẽ có một sự giao tranh khốc liệt cả hai bên. Hiện bây giờ đó là cái bản tin liên quan đến sự chuẩn bị của Ukraine. Bây giờ chúng ta đưa cái bản tin chuẩn bị của Nga. Hiện bây giờ theo tình báo cho biết là Nga đang điều động một lực lượng rất là lớn binh sĩ ở tại Belarus. Một số lượng rất là lớn. Để Trung Nguyên nhắc lại cho các quý vị nhớ là Belarus đã từng công bố họ sẽ có tập trận ngày 21 Tây đến ngày 25 Tây dưới Nga ở tại Belarus. Và cái ngày tập trận này nó ngay chăng cái ngày quốc khánh của Ukraine là ngày 24 Tây theo tình báo của Anh Quốc và nhiều nhiều chuyên gia trên thế giới, Nga sẽ lợi dụng cái ngày này, ngày 24 tây tháng 8 và Nga sẽ tấn công từ đường Belarus, có thể không đổ binh nhưng sẽ tấn công hàng loạt quả tiễn từ đường Belarus sẽ bắn vào tất cả tỉnh thành của Ukraine đặc biệt là thủ đô. Thứ nhất là để muốn làm gì, để muốn dẹp đi cái sĩ khí là cái ngày lễ quốc khánh của Ukraine. Và cái điều này nó sẽ làm là một cuộc chiến tranh mà họ sẽ lợi dụng đó để chứng minh rằng sức mạnh quân sự của họ sẽ thắng Ukraine. Nên là cái ngày sắp tới, ngày 24 tháng 8, chưa cái gì hết là Nguyên đã thấy nó rực trời nguy hiểm rồi. Hiện bây giờ theo vệ tinh cho biết hàng loạt rất là nhiều, số lượng rất là nhiều khí tài quân sự của Nga đã đổ xô đến Belarus hàng loạt khí tài quân sự của Nga đang đổ xô đến Belarus để mà tập trận. Và cái điều này nó cực kỳ là nguy hiểm cho Ukraine trong những ngày kế tiếp. Hiện bây giờ cũng đặt làm câu hỏi, Belarus có dám tham chiến hay không? Belarus trong thời gian vừa qua vẫn cho vẫn cho Nga sử dụng căn cứ quân sự của mình để tấn công Ukraine. Cũng cho Nga mượn đường đi đã tấn công. Và trong những ngày kế tiếp, Belarus có gửi lực lượng quân đội trực tiếp tham chiến trong cuộc chiến tranh này không? Trong thời gian gần đây, Nguyên đã phân tích cho các quý vị, Belarus thật cực kỳ là không muốn. Vì họ biết, nếu họ tham chiến, họ sẽ gớt vào trong cái bẫy mà ông Putin đã đặt ra. Nên hiện bây giờ, cái tình hình, cái bối cảnh nó càng ngày nó càng kịch liệt. Khi Nga tổn thất rất là nhiều. Khi Nga tổn thất thì ngày hôm nay Nga đã làm cái gì? Nga trả thù dân tộc sau khi cái đảo Crimea bị bị tấn công hai lần, thì nga ngày hôm nay đã bắn hàng loạt quả tiễn vào thành phố Odessa. Mình nói nhắm vào những kho lương thực của người ta đó, nhắm vào kho lương thực ở thành phố Odessa, nhắm vào thành phố Mykolaiv và hàng loạt một số ít người, ít nhất là hai người thiệt mạng và mười mấy người bị thương do so quả tiễn của nga tấn công vào. Thì cái vấn đề mà trả thù dân tộc khi Nga thất bại Nó không có cái gì lạ các cô chú anh chị em Đối với Nguyên nó không có gì lạ Các quý vị cứ để ý đi Mỗi lần Nga thất bại Là Nga sẽ nhắm trả thù dân tộc đến người dân thường Mà không cần biết Không cần biết Nga trả thù dân tộc một cách tàn bạo Nhưng cái điều là Nga cứ bắn đi Cũng giống như dùng Đông Bắc cũng vậy Ngày hôm qua các quý vị cũng biết Tới mức độ mà Nga bắn tới mức độ người ta nói Một ngày duy nhất Cái khu vực chiến địa Nga bắn gần hơn 200 quả pháo. 2.000 quả pháo, xin lỗi, hơn 2.000 quả pháo. Nga bắn hơn 2.000 quả pháo, bắt buộc quân đội của Ukraine phải lùi bước. Sau khi Nga tưởng rằng quân đội Ukraine đã thất thủ, thì họ mới xua binh tấn công. Thì ra, họ đã bị gớt vào trong bẫy. Họ đã bị gớt vào trong bẫy. Vì mền quá nhiều. Vì mền quá nhiều. Khi họ tấn công lên để lấy thêm một vùng đất thì họ bị miền quá nhiều. Khi lúc đó lực lượng quân đội Ukraine đã phản công ngược lại, họ bắt buộc phải lui binh. Trong một đêm thôi, bắn 2.000 quả pháo. Thì các quý vị nghĩ, à, trong mấy ngày gần đây, ở những vùng tranh chấp giữa hai bên, tất cả kiến trúc hoàn toàn đã bị tiêu hủy Nhưng mà hiện bây giờ, Nga vẫn chưa lấy được cái vùng Donetsk có thể nói là nga có thể lấy trong những ngày kế tiếp hay những tháng kế tiếp nhưng cái sự hy sinh và đổ máu của nga nó sẽ cực kỳ cực kỳ là nhiều cái số lượng ngày hôm nay để cho nguyên cập nhật sơ sơ cho các quý vị cái số lượng ngày hôm nay công bố chính thức còn những con số là 41.100 binh sĩ của nga đã thiệt mạng theo những gì mà phía bên ukraine công bố 1886 chiếc xe tăng. Cô chú anh chị em, 4.162 những chiếc xe bọc thép. Những pháo đài của Nga đã mắc 993 những pháo đài. Thì các quý vị cũng thấy rõ, những loại kêu là những loại phóng hỏa tiễn hàng loạt giống như hệ thống như HIMARS của Hoa Kỳ giống như vậy đó, của Nga đó, 263 hệ phóng như thế đã bị tiêu hủy con số lượng binh sĩ bây giờ tới 44.100 binh sĩ đã thiệt mạng. Putin muốn lấy dùng Donetsk, Putin phải trả giá đến khoảng tầm 60.000 binh sĩ. Tổng cộng hết, nếu một ngày nào Putin lấy được Donetsk, chưa chắc là lấy được. Mà Putin nếu có lấy được thì cái số lượng binh sĩ của Putin phải mất, đó là khoảng tầm đó. Nên bởi vì cái số lượng binh sĩ của Putin đã mất, thì bữa nay các bạn tin cách đây lúc vào 1 giờ 1 giờ 40 của giờ Kiev có nghĩa là 12 giờ mấy của mình cách đây một tiếng đồng hồ. Báo chí và chính phủ của Nga công bố chúng ta biết là Nga đang điều động và đang kêu gọi nhập ngũ đến từ những quốc gia ở khu vực Uzbekistan, Tajikistan và Kyrgyzstan. Nguyên đọc từ cái này bản tin mới chắc các quý vị. Nguyên đọc tại vì có những cái bản tin là mới vừa ra lò. Nguyên phải lấy liền nguyên đọc cho các quý vị. Tàn là như mấy ông Kyrgyzstan Ukazistan, à, Tăng và Tăng là mấy thằng tăng tăng không hả? Những cái khối này là những cái khối Á Châu chúng ta đó, Á Châu trung tâm Á Châu đó, tàn à, là mấy ông tăng tăng chơi với nhau không? Tại sao nga đang thuê luôn thuê binh sĩ những quốc gia này? Vì hiện bây giờ sinh mạng binh sĩ của Nga chết quá nhiều. Mà sinh mạng binh sĩ của Nga chết quá nhiều thì người dân Nga trong nước sẽ phẫn nộ con người ta chết trong cuộc chiến tranh tất nhiên là người ta phẫn nộ tất nhiên là người ta phải tức giận tất nhiên là người ta phải lên án nên hiện bây giờ Putin không muốn người dân nga chết để cho trong đất nước xã hỗn loạn nên ông ta bỏ tiền để mướn những cái quốc gia liên xô cũ những cái quốc gia mà đồng minh của ông ta đó những cái quốc gia ở trong khu vực Á Châu chúng ta đó à, từ mà các vị cũng biết những khu vực từ liên xô mà xuống một chút xíu gần bên tàu đó gần bên tàu đó đó là ha chúng đọc lại ha Uzbekistan, Tajikistan và Kyrgyzstan là mấy ông nó tăng tăng năng không đó. Đó. Thì hiện bây giờ là cái bản tin gần nhất đây là biết được là Nga bị mất mát binh sĩ cực kỳ là nhiều. Và Nga cần phải bổ sung lực lượng binh sĩ trong cuộc chiến tranh tại Khanh. Ngày hôm nay Nga thê thảm lắm. Nga thê thảm lắm. Ngày hôm nay thực tế cô là Nga cực kỳ là thê thảm. Một nguồn tin Nga chưa xác nhận mà Ukraine đã công bố. Đó là tướng lãnh chỉ huy Wagner của Nga tại Ukraine đã bị tử vong. Các quý vị cũng biết là cái quân đội Wagner là quân đội do Nga bỏ tiền thuê khắp nơi trên thế giới. Họ hoạt động ở ngoài đất nước để làm gì? Để có những nhiệm vụ mà quân đội Nga không làm được. Vì nếu mà do quân đội Nga làm thì sẽ bị chánh trị chỉ trích hay là ngoại giao sẽ bị bế tắc. Nên họ có một cái quân đội đặc biệt tên là quân đội Wagner được huấn luyện đào tạo ở tại nhiều quốc gia, đặc biệt là tại châu Phi hay là Nam Mỹ. Cái loại này là loại quân đội lính đánh thuê Mà Putin là cho là những quân đội hay nhất, anh hùng nhất Những quân đội mà Putin cho là những binh sĩ đánh đầu thắng đó Trong cuộc chiến tranh tại Ukraine thì ông ta đã điều động một số lượng quân đội ở Warner ở tại Châu Phi Tham chiến ở tại Ukraine Và bây giờ một nguồn tin tướng lãnh chỉ huy của họ đã thiệt mạng ngày hôm nay Tất nhiên bản tin này là do Ukraine tuyên bố còn nghe chưa có xác nhận cái điều này Nguyên phải nói cho nó rõ. Ukraine họ công bố nhưng Nga không có xác nhận điều này. Và tướng lãnh Wagner đã tử vong trong cuộc chiến tranh theo nguồn tin của Ukraine chia sẻ. Ngoài ra ở tại Lysen, Lysen là cái thành phố vừa qua đã gớt vào trong tay của Nga không lâu. Các quý vị cũng biết à, Lysen là bãi đi thất thủ. Cách đây một tháng về trước Ukraine đã bị thất thủ. Sau khi cái sự phòng thủ ở tại Lysen đã bị Nga chiếm đóng thì quân đội Ukraine phải lui binh về những thành phố Kamatos, thành phố này, Sumy, thành phố này, thành phố kia. Thì các quý vị cũng thấy rõ được, thì cái Lichen là do Nga mới quản lý. Thì ngày hôm nay, pháo của Ukraine đã bắn ngay chăng thành phố, ngay chăng cái nơi chỉ huy trung tâm thành phố Lichen, căn cứ quân đội của Nga. Theo nguồn tin chính thức cho biết, hơn 100 người đã thiệt mạng hơn 100 binh sĩ và chỉ huy ở tại Lichen đã đi bán muối. đã đi bán muối. Cô chú anh chị em. Có thể nói là trong những ngày gần đây thì cái sự mất mát của Nga về cái sự thiệt hại của Nga càng ngày càng nhiều. Do đơn giản là do được cái sự chỉ điểm chính xác. Do sự chỉ điểm chính xác. Do sự tình báo chỉ điểm lực lượng phải nói là uy Khanh ngày hôm nay đạt được thành quả chính xác là do máy móc chính xác là do hệ thống khi mắt chính xác là một việc mà hệ thống khi mắt muốn bắn chúng mục tiêu phải có tình báo mà cái ngu nhất các vị có biết là cái ngu nhất cái của quân đội Wagner tại sao chết không tướng lãnh chỉ huy quân đội Wagner tại sao chết không câu chuyện là như thế này một phóng sự báo chí của nga là người nga họ mới đi ngay trang căn cứ quân sự Wagner họ quay phim nó ngu tới mức độ này nè cái thằng đó làm phóng sự nó muốn uh, khoe nó muốn khoe cho cho người ta biết là quân đội Wagner mạnh như thế nào anh ta mới đi tới cái căn cứ quân sự Wagner đang chiếm đóng ở tại Ukraine cô chú anh chị em và anh ta đã quay phim để phỏng vấn những binh sĩ Wagner và công chiếu tại truyền hình của nga thì cái vô tình anh ta quay trong cái đoạn quay phim của anh ta đó nó có ngay chăng cái địa chỉ địa điểm ngay chăng cái khu vực nó đóng cái camera anh ta quay như là các quý vị à, anh ta quay như là nó vô tình anh ta quay nó có cái bảng nó có để địa chỉ phía bên quân đội của Ukraine coi cái đoạn video trên đài truyền hình của nga mới bắt đầu lấy phân mở nó lớn lên coi cái địa chỉ đó <laughs> rồi bắt đầu bóng nút của hệ thống HIMAX chỉnh chỉnh độ chỉnh độ chính xác của hệ thống HIMAX à, rồi cái hệ thống HIMAX nó mới bắn vô cái bùm ngay chăng nguyên cái căn cứ Warner và chỉ huy Warner đã ngẫm của tội là nhờ cái chuyện đó à, cái câu chuyện mà giết được binh sĩ Warner là nhờ phóng viên báo chí của nghe nhờ nổ các cái vậy vì nổ À, quân đội quách nờ chúng ta mạnh quân đội chúng ta anh dũng chỉ huy quách nờ đánh đâu thắng đó nổ vì cái hành động đó mới bị tiêu hủy hết cái hành động ngu sửng đó các vị cũng biết là khi người ta không thể nào quay cái căn cứ bị nổ mà chúng ta mạnh bắt đầu quay 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 quay, 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 quay cái chiếu lên đài truyền hình à, đó chiếu lên à, cái đầu người khán người ta coi cái người ta mở rộng lên có những khúc nhỏ có biết à đây là cái chỗ này chỗ này rồi chính xác cái chỗ này rồi Cô chú và anh chị em, cái điều này là cái bản tin cực kỳ là nóng bỏng và tất nhiên cái căn cứ quân sự đã bị bắn trúng. Nhưng tướng lãnh chỉ huy quách nào có chết hay không thì Nga không có công bố. Nga thừa nhận là có bắn trúng, nhưng Nga không công bố là tướng lãnh chỉ huy có ngẫm cổ tội hay không. Nga không có công bố điều đó. Mình phải khẳng định, thông tin phải đưa nó phải chính xác để cho các vị nắm được hai mặt của thông tin. Nhưng cái câu chuyện mà căn cứ quân sự của Nga bị bắn trúng là do đài truyền hình nó chiếu. Do phóng sự họ quay Và đó là cái sai lầm của Nga Các quý vậy đó là nổ đó mà Nguyên nói là cái gì cũng vậy Nó phải trả giá Nó phải nổ là chết chết à, Đó là bản tin cũng khá là thú vị Của ngày hôm nay Đó là cái sự thiệt hại của Nga Các quý vị có thấy là trong những ngày gần đây Chúng ta nghe rất là nhiều những bản tin thiệt hại của Nga So với xưa Ngày xưa chúng ta không nghe nhiều Ngày xưa thực tế là ukraine bị Khanh bị bị thủ động Nga tấn công không à, Ukraine nó có tấn công đâu Ukraine phòng thủ Ukraine phòng thủ, ngày xưa là Ukraine phòng thủ Nhưng bây giờ Ukraine không có phòng thủ nữa Ukraine trực tiếp tấn công tất cả những nơi Trong lãnh thổ mà do Nga quản lý Ukraine không còn đứng chủ động nữa Mà ngược lại Nga là cứ đang phòng thủ Nga chỉ có tấn công dùng Donbass thì có Mình phải nói đúng một câu là Nga tấn công dùng Donbass Ukraine phòng thủ Nhưng khu vực miền Nam hiện bây giờ nga chỉ có là người phòng thủ thôi nga không có tấn công, nga không còn đủ khả năng tấn công nữa, vì tấn công nó rất là khó, anh phải có đủ khí tài quân sự, lực lượng quân sự đông. hiện bây giờ nga không còn chiếm ưu thế nữa, nên nga không tấn công, mà nga chỉ có phòng thủ những cái nơi mình đã chiếm đóng để bảo vệ và có thể nói là ngăn chặn sự phản công của Ukraine mà thôi. có nghĩa là nga đang bắt đầu yếu thế, nó thành thấy rõ cả cái đảo thiêm mà cũng bị tấn công được thì mình không nói cái gì dài ngày nữa cái cầu nó bị tiêu hủy bây giờ cái theo cái tình hình như gì nữa ha theo cái lời phát biểu của tổng thống Zelensky cố vấn tổng thống Zelensky thì dài ngày nữa cái cầu đảo Crimea nó bị tiêu hủy bây giờ thực tế với cô chú anh chị em ngày hôm qua có một vị nó rất là hay nó là chưa phan hết tiêu hủy cái cầu bây giờ nguyên tưởng ủa tại sao không tiêu hủy cái cầu đấy chờ chừng nào quân đội của nga lên trên cái cầu hả tiêu hủy cái điều đó thật cực là hay đúng, mà làm biết được phải có tình báo chính xác chừng nào Nga dẫn chuyển vũ khí rời khỏi đảo Crimea thì mới tấn công được. Mà cái đó cũng không phải là đơn giản, vì cái cầu này nó rất là kiên cố. Bắn không phải là một ngày nó sập, phải bắn rất là nhiều ngày. Phải bắn chính xác mà bắn rất là nhiều ngày nó mới có thể sập được. Đặc biệt là không phải bắn sập một chỗ mà phải bắn sập nhiều chỗ để cho Nga không thể có thời gian để mà tu bổ cái điều đó không phải bắn một chỗ phải bắn nhiều đoạn khác nhau để cho nga không có thời gian tu bổ các quý vị vì cầu nó có thể sửa mà nên là trong thời gian sắp tới thì nguyên nghĩ là cái tình hình cái đảo Crimea sẽ dẫn đến cái việc là bắn sập cái cầu này thôi sập cái cầu này pháp buộc phải bắn và cái điều này ông putin ông sẽ nổi điên mất ông sẽ không còn bình tĩnh nữa putin sẽ không còn là bình tĩnh nữa hiện bây giờ đến cái giai đoạn này mà thực tế mà nguyên là chỉ huy mà nguyên là người điều hành đức nước khanh cũng vậy cái giai đoạn này không có gì sợ hết cái nhà máy hạt nhân bắn qua bắn lợi còn chưa sợ putin còn không sợ huống chi cái cầu này bây giờ cái nhà nhà máy hạt nhân sapakiza mà không còn sợ không ai sợ bơm đạn nổ hết thì cái cầu này là có nó có xi nhê gì cái cầu này nó có xi nhê gì nhà máy hạt nhân các cơ vị nên là gặp nguyên là làm sao tiêu hủy cho bằng được cái cầu này Ngày hôm nay cũng bản tin rất là vui cho Ukraine. Đó là tướng lãnh chỉ huy của nghĩa là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Ukraine đó ông ta tên là để cho nguyên nhớ o Olesky Kuskov. I Ukraine có nguyên cỡ này phát âm ghê quá. Olesky Kuskov. À, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Ukraine đã nói chuyện trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ ông Lloyd Austin. Ông Lloyd Austin và trong cuộc điện thoại này, theo nguồn tin cho báo chí của Khan cho biết là họ nói chuyện về vấn đề duyện trợ vũ khí và lương thực. À, duyện trợ vũ khí và lương thực, thiết bị quân sự trong những cái sự gối trợ cấp kế tiếp. À, nhưng mà thực tế Nguyên nghĩ là không phải vậy. Đây là nguồn tin của Ukraine mà theo cái nghĩ của Nguyên là cho Nguyên chia sẻ với các vị như thế này. Từ đó tới giờ đó, Ukraine khi họ muốn tấn công cái gì thuộc về Nga, vì Hoa Kỳ là người viện trợ cho họ vũ khí, đặc biệt là hệ thống HIMAX hay là những quả tiễn. Hiện bây giờ họ muốn tấn công cây cầu đảo Crimea là các cô chú và anh chị em họ phải hỏi qua ý kiến của Hoa Kỳ có đồng thuận cái quan điểm của họ hay không. Nếu Hoa Kỳ không đồng thuận thì họ sợ Hoa Kỳ sẽ không, không cung cấp vũ khí cho họ nữa. Nên là họ phải hỏi ý kiến của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin Thế anh lôi anh lôi à, Bây giờ em Cuộc chiến tranh này em muốn đánh thắng miền Nam Em bắt buộc phải tiêu quỷ cây cầu Mà nếu em tiêu quỷ cây cầu đó Thì thằng Nga nó đe dọa em không sợ Để phải biết là Ukraine đang không còn lường lựa chọn Ukraine bị lệ thuộc hoàn toàn Sự cung cấp vũ khí Đến từ châu Âu NATO Nếu không có sự cung cấp Thì Ukraine không thể tiếp tục cuộc chiến nên nếu những cái quốc gia đó mà họ không hài lòng với cái sự tấn công của Ukraine thì họ có thể ngừng tạm thời không cung cấp. Nên cái điều này thì tất nhiên họ phải hỏi qua tình hình và đặc biệt các người chính xác cần phải hỏi chính là ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ. Thì cái điều này thì Nguyên nghĩ là đối với Hoa Kỳ thì thế nào họ cũng cho đánh. Bắn đi, ông Lloyd Austin mày cứ bắn đi. Còn chuyện với Tổng thống Joe Biden này để tao nói. Mày cứ quất nó đi, chuyện khác để tao lo cứ bắn thảo mái đi. Nếu mà ông Lôi Austin ông nói được cái câu đó đó ha, thì đã quá biết mấy. Ông mà nói câu đó thì đã quá biết mấy. Nguyên nghĩ là Ukraine sẽ không còn ngại ngần tấn công cây cầu này. là vào ngày hôm nay là ông Lôi Austin với bộ trưởng bộ quốc phòng của phía bên Ukraine họ đang đàm phán. À, các quý vị thông cảm cho nguyên tại bởi vì trong đầu của nguyên không thể nào nhớ hết nhiều tên mà phát âm chuẩn được. thí dụ bộ trưởng bộ quốc phòng của Hoa Kỳ thì nguyên đưa tin thường nguyên nhớ tên còn mấy cái ông lâu lâu mình mới đưa một lần giống như là ông này là cái gì Oleski Kesiskov thì nguyên phát âm nó không được chuẩn cho lắm các quý vị cứ thông cảm đi nha nếu các quý vị nào nói tiếng nga hay nói tiếng ukraine thì các quý vị thông cảm cho nguyên vì cái trình độ tiếng nga của nguyên hay tiếng ukraine thì các quý vị cũng biết rồi đó nói mà tụi nga với tụi ukraine nó phải gãi đầu đó nói chuyện với nó nó phải gào ra đầu đó là các quý vị biết là cái trình độ của nguyên giỏi cỡ nào rồi đó nên các quý vị đừng có bắt bẻ nguyên cái vấn đề phát âm nó không có chuẩn Cô chú anh chị em, thì cái ông bộ trưởng bộ quốc phòng của Ukraine thì hiện bây giờ ông ta theo nguồn tin của Ukraine công bố là ông ta nói về vấn đề viện trợ kế tiếp và vấn đề vũ khí. Hiện bây giờ Trung Nguyên nhắc lại, trong ta đang giữ 40 tỷ Mỹ Kim tiền viện trợ cho Ukraine. Joe Biden chưa có đụng cái số tiền 40 tỷ. Joe Biden đang xài sở hữu 10, đầu 10 tỷ Mỹ Kim quân sự mà thôi. Và trong tay của Joe Biden còn nắm trọn vẹn 40 tỷ chưa xài. Hoa Kỳ có thể duyện trợ cái gối trợ cấp kế tiếp cho Ukraine với một con số lượng rất là lớn hơn. Cô chú anh chị em, cô chú anh em, đó là tốt hơn. Lớn hơn và có thể đạt được thành quả trong những ngày kế tiếp. Và cái điều này các cô chú anh chị em cũng biết rằng là nó không bao lâu nữa. Nó không bao lâu nữa đâu. Thì cái lực lượng mà được huấn luyện từ Anh Quốc sẽ trở về. Cái lực lượng đó mới là cái lực lượng quan trọng. Cái lực lượng đó tại sao Nguyên rất là nể ông Boris Johnson Tại sao ông Boris Johnson đã đưa ra một cái kiến nghị là huấn luyện một số lượng rất là lớn binh sĩ của Ukraine ở tại Anh Quốc Các quý vị có biết là các quý vị nuôi 10.000 binh sĩ không phải dễ Tốn biết bao nhiêu tiền Anh Quốc đã đầu tư không biết bao nhiêu chục tỷ Mà tại sao phải huấn luyện binh sĩ vì những binh sĩ này được sự đào tạo huấn luyện trong vòng 3 tháng, trong đó nó có nhiều giai cấp. Nó có những người mới vừa mới vừa bước vào trong quân ngũ, chưa có kinh nghiệm. Có những người đã từng trong quân đội, họ nâng cấp. Có những người đang chức vụ sĩ quan trong quân đội Ukraine đang học cách chỉ huy. Anh Quốc đã bỏ một số tiền khổng lồ để đào tạo một số lượng gần cả 10.000 binh sĩ cái khóa đầu tiên. Để làm gì? Để khi những cái binh sĩ này về nước là những binh sĩ được sự đào tạo huấn luyện tỉ mỉ và biết sử dụng vũ khí của phương Tây. Và khi những binh sĩ này về trách nhiệm của họ là gì? Dạy lại cho những người khác. Và khi lực lượng dân quân của Ukraine có thể đạt đến gần cả 10 triệu hay cả 20 triệu nhân quân nếu được sự đào tạo huấn luyện. Người này dạy người kia, người kia dạy người nọ. Và như thế thì cái lực lượng binh sĩ của Ukraine không bao giờ cạn kiệt. Không bao giờ cạn kiệt. Đặc biệt là Ukraine có cái lệ thế hơn Nga là Ukraine đang phát phát tác lực lĩnh là thiết quân lực và bắt buộc người ta phải đi lính. Còn Nga hiện bây giờ là chưa. Hiện bây giờ Nga chưa. Và trong những năm tháng kế tiếp nếu cuộc chiến tranh này kéo dài thì sự đào tạo và huấn luyện của binh sĩ dạy qua dạy lợi thì tất cả người dân Ukraine ai cũng là binh sĩ anh dũng hết và cái điều này nga không thể nào lấy thắng ukraine được đây là cái sự đầu tư dài của ông boris johnson ông boris johnson cái đầu tư này ông ta muốn khẳng định rằng nga mãi mãi từ đây sắp tới dù bao nhiêu năm sau nữa cũng không thể nào lấy ukraine được khi sự đào tạo huấn luyện của ukraine được đào tạo với một thời gian dài và tất cả người dân được sự huấn luyện này trong thời gian chiến tranh cái này là một cái sự việc mà các quý vị cũng biết là Anh quốc người ta bỏ một số tiền cực kỳ là lớn Tất nhiên nó không riêng biệt gì Anh quốc Có nhiều quốc gia khác họ có tham gia vào Nhưng con số tiền rất là khổng lồ Rất là khổng lồ Còn cái số tiền của Joe Biden nắm 40 tỷ Ông ta chưa xài nha Cho nguyên khẳng định cái điều đó Đầu tiên nhất quốc hội của Hoa Kỳ thông qua một cái đạo lực là chi ra 20 tỷ 20 tỷ Trong đó có 10 tỷ cho quân sự và 10 tỷ cho nhân đạo thì Joe Biden đã xài gần hết cái số tiền đó rồi Thì Joe Biden mới đưa ra cái đạo lực thêm bổ sung thêm là 40 tỷ Thì quốc hội đã thông qua 40 tỷ cho Joe Biden trong tay Nhưng Joe Biden chưa có xài đến số tiền đó Ông ta giữ trong tay thôi Chừng nào ông ta muốn xài thì ông ta đi xài Cô chú anh ta ông ta muốn xài thì ông ta xài các cái vị Chứ không phải vậy Có những người ta nói 40 tỷ mấy ngày nay dưỡng chờ hết rồi Không phải Cái đó không phải các cái vị không nắm rõ thông tin Đầu tiên là Hoa Kỳ bỏ ra 20 tỷ 20 tỷ trước à, để mà ứng chiến và tới ngày hôm nay chính xác con số là gần được 10 tỷ chưa đến 10 tỷ 9 tỷ 7 mấy gì đó 9 tỷ 7 mấy, mấy trong vấn đề của quân đội về nhân đạo Hoa Kỳ đã viện trợ 8 tỷ mấy 8 tỷ mấy tổng cộng lại chỉ có 18 tỷ cái gói trước Joe Biden còn dư 1 tỷ mấy cái gói trước và cái gói 40 tỷ vẫn còn ở trong túi của ông Joe Biden chưa chi ra đồng bạc nào hết Chừng nào ổng chi ra thì từ từ chúng ta sẽ biết chứ không có cái gì cả. Tại bởi vì ổng tính đường dài, vì ổng cho rằng là Hoa Kỳ muốn đánh cuộc chiến tranh dài theo lời cáo buộc của ông Putin. Các quý vị cũng biết là ngày hôm qua ông Putin ông cáo buộc cái gì. Ngày hôm qua ông Putin ông cáo buộc rằng là Hoa Kỳ cố tình kéo dài cuộc chiến. Hoa Kỳ là cái quốc gia làm hỗn loạn an ninh và trật tự, đặc biệt là ông ta nêu lên vấn đề cái chuyến đi của bà Nancy bở đích tàu cộng hiện bây giờ ông đã quên mất ông lôi Austin nói cái gì và tướng mắt lê nói cái gì cho nguyên nhắc lại hai cái câu người này ông lôi Austin nó nói rằng nếu tàu nếu nga muốn đánh chiến tranh thì tôi sẽ làm cho nga suy yếu đến mức độ và từ nay đây là cuộc chiến tranh cuối cùng của đất nước nga đây là lời nói của bộ trưởng bộ quốc phòng của hoa kỳ tướng mắt lê là tham mưu trưởng có nghĩa là cấp bậc cao nhất trong quân đội. Ông ta nói cái gì? Nếu Nga tiếp tục không ngừng cuộc chiến tranh, thì Nga sẽ cạn kiệt vũ khí và hao mòn, và từ nay sắp tới, Nga không còn phải là quốc gia cường quốc trong quân sự nữa. Đánh chiến tranh cần tiền. Về nói về kinh tế, không có quốc gia nào, đặc biệt là Nga, không có cửa nào đối với Hoa Kỳ. Hết. Tôi bỏ 40 tỷ đó. Dằn mặt, tôi có diện trợ hay không tôi không biết. Mà tao nói cho mày biết tao có đem 40 tỷ ra đánh với mày đó <laughs> Hoa Kỳ nói một cái thông điệp vậy đó Bây giờ tao còn dư 40 tỷ đánh 6 tháng nữa gì Tao diện trợ chứ có 20 tỷ thôi Có nghĩa là 6 tháng 6 tháng là 20 tỷ gì Trung bình là 20 tỷ đi 6 tháng 20 tỷ có nghĩa là một năm nữa đó Tao sẵn sàng đánh với mày một năm nữa Mày đủ khả năng chơi hay không Chơi thì cứ tiếp tục Ở Hoa Kỳ chơi chẳng gì đó Tao đánh bằng tiền Không đánh việc tao đánh bằng tiền Dùng tiền Vậy là Hoa Kỳ đầu tư tổng cộng hiện bây giờ 20 tỷ cho nguyên cho con số tròn hai 20 tỷ cho 40 tỷ đang chuẩn bị là 60 tỷ. Nhưng Hoa Kỳ có lỗ không? Không. Cái tháng vừa qua thôi Hoa Kỳ đã bán hơn 20 tỷ Mỹ, Mỹ kim về khí tài quân sự. Cái tháng vừa qua thôi. Cái tháng vừa qua Hoa Kỳ bán hơn 20 tỷ Mỹ kim. Cái tháng kế tiếp cũng bán cỡ đó. Hoa Kỳ bán lại vũ khí. Hoa Kỳ còn lời hơn nữa đường dài quá kỳ còn lời hơn nữa không có lỗ đầu tư ở khu khanh quá kỳ không có lỗ Hoa Kỳ không có lỗ đầu tư khí tài quân sự ở tại Ukraine. Hiện bây giờ những quốc gia mà sợ chiến tranh Phần Lan nè, họ năn nỉ Hoa Kỳ mua vũ khí. anh nói bây giờ anh Hoa Kỳ bán cho tôi bao nhiêu tôi cũng mua hết. Anh bao nhiêu bán, tôi mua hết. Anh bán những cái hệ thống hàng đầu cho tôi, F F35 hệ thống khi uh, hệ thống Patriot, anh bán bao nhiêu tôi cũng mua hết. Vì sợ Nga nó tấn công. Litva, Estonia, Estonia, Rubani, Lan, Slovakia, Georgia đổ xô mua vũ khí của Hoa Kỳ. Và cái điều đó nó thấy chúng ta thấy rõ được là Hoa Kỳ họ chơi sát dán luôn, họ nói bây giờ nếu anh muốn đánh chiến tranh gì, tôi dùng tiền đánh với anh. Tôi bỏ ra 60 tỷ. 6 tháng là 20 tỷ trung bình cái gì? Anh đánh một năm nữa anh đánh nổi hay không? Anh đánh nổi thì tôi đâu có mất mát gì đâu, tôi đâu có chết binh sĩ. Hoa Kỳ đâu có chết binh sĩ, họ tốn tiền nhưng mà tiền họ kiếm lại được. Có nghĩa là họ đưa đường này, họ lấy đường khác. Tôi đưa cho diện trợ bên này nhưng mà tôi quảng cáo được vũ khí. Cũng giống như làm sự quảng cáo như tôi quảng cáo được vũ khí của tôi. Trực tiếp là vũ khí của tôi tốt hơn anh. Thì thế giới người ta đổ xô mua vũ khí của tôi. Anh mất thị trường, anh là vừa mất cái thị trường vũ khí và anh lại tổn hao trên cuộc chiến tranh. Tôi tính đi tính lại nguyên nói cái quốc gia mà tội nghiệp nhất chính là Uy Khanh Thực tế là như vậy. Hiện bây giờ mình nói khó nghe một chút xíu Khi Nga xâm lược chiến tranh người ta muốn trừng phạt Nga Mà người ta lợi dụng Ukraine để trừng phạt Người ta không đánh trực tiếp, người ta đánh gián tiếp Người ta không tham chiến, người ta bỏ tiền ra người ta quýnh Và cái điều đó là là cái điều mà Đất nước Ukraine là cái quốc gia hiện bây giờ là một cái nạn nhân Của những sự tranh chấp của những quốc gia cường quốc Ukraine không phản công được Ukraine là một nạn nhân, họ dùng dùng đất của Ukraine để mà trừng phạt lẫn nhau và cái điều đó là cái điều mà chúng ta Tại sao chúng ta đứng về phía Ukraine là vậy Nếu chúng ta nhìn kỹ lại cuộc chiến tranh này là như vậy Đây là một sự tranh quyền lực Và trừng phạt những cái quốc gia đại cường quốc Những cái quốc gia mà chịu bị kẹt ở trong khu vực đó Chính là Ukraine là cái quốc gia đang chịu nạn Dân họ chết, tài sản của họ chết Tất cả của họ đều đang bị tiêu hủy đó là cái bản tin ngày hôm nay của chú anh chị em và chúng ý ngừng chương trình ở đây cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn lúc nào cũng đồng hành và theo dõi cảm ơn tất cả các quý vị lúc nào cũng đi qua những cái bản tin ủng hộ Uy Khanh vì đây là một cái nạn nhân có thể nói nguyên là một cái quốc gia hiện bây giờ họ là cái nạn nhân đang họ là cái tiếng pháo đầu tiên để ngăn chặn sự độc tài của ông Putin và họ đang chịu đựng nhiều sự đau khổ và chúng ta cũng nên cầu nguyện và ủng hộ họ cũng giống như Đức Giáo Hoàng bây giờ mỗi lần Đức Giáo Hoàng phát biểu là ông nào cũng cầu làm sao hòa bình cho Uy Khanh sớm hơn và Trung Yên bye bye của chú anh chị em chúng ta hẹn lại Sông núi nước Nam, vua Nam ở, rành rành đã định tại sách trời. Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bầy sẽ bị đánh tơi bời. Rồi một ngày sẽ tới cho quê hương tôi, rồi một ngày sẽ tới cho đồng bào tôi, đoàn toàn đoàn người đi niềm tin trói sang triệu hàng triệu bàn tay kết nối vừng vàng, rồi một ngày sẽ tới cho nhân dân tôi. Điểm vào mặt Việt Nam bán nước buồn nỗi. Đây Việt Nam của ta, đây lời xưa hay nhớ. Chúng bây sẽ bị đánh tới rồi một ngày sẽ tới, rồi một ngày sẽ mới. Hãy đứng dậy mà đi đồng bào ơi. rồi một ngày sẽ tới trên quê hương tôi ngày độc lập tự do cho đồng bào tôi đoàn đoàn người đi thể xưa đã chứng cùng về lại làng thôn khắp chốn reo mừng rồi một ngày sẽ chiến thắng trong quang vinh sự hùng mạnh ngợi ca đất nước an bình cây việt nam hồi sinh ta cùng nhau vun sới hát khúc hoan ca ngày mới lên rồi rồi một ngày sẽ tới rồi một ngày sẽ mới hãy đứng dậy mà đi đồng bào ơi sẽ tới cho quê hương tôi Rồi một ngày sẽ tới cho đồng bào tôi Ngày hàng triệu con tay đập tan áp bức Ngày nổi dậy toàn dân thao gỡ độc tài Rồi một ngày sẽ tới cho nhân dân tôi điểm vào mặt Việt gian bán nước buồn đòi Hoàng trình xa của ta khi biển đồng nổi xong Chúng bây sẽ đi đánh tới mới. rồi một ngày sẽ tới rồi một ngày sẽ mới hãy đứng dậy mà đi đồng bào ơi rồi một ngày sẽ tới trên quê hương tôi ngày tự hào Việt Nam cho đồng bào tôi ngày lịch sử ngàn năm đòi lại công lý ngày hỏi tội việt gian ban nước rõ ràng rồi một ngày sẽ nhắc tên bao anh linh tìm lại từng địa danh chôn xác dân mình đây đừng mong vùi chôn che đậy bao tội ác chúng bây sẽ bị đánh tơi bời rồi một ngày sẽ tới rồi một ngày sẽ mới hãy đứng dậy mà đi đồng bào ơi rồi một ngày sẽ tới rồi một ngày sẽ mới nếu đứng dậy mà đi đồng bào ơi